YouTube. Hôm nay ấy, thì mình đang ở tại cầu Sài Gòn, cầu Sài Gòn từ quận 2 đi sang quận Bình Thạnh. Thì hôm nay gọi là đi review cho các anh chị và các bạn một cái khu đô thị Vinhome Central Park, Vinhome Tân Cảng. Đây là một cái khu đô thị là rất là hiện đại, rất là nổi tiếng. Và ở tại đây, tại Vinhome Central Park này là có một cái tòa nhà gọi là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay. Đó là tòa Landmark 81. Trước mắt các anh chị là một cái khu biệt thự Vinhome, khu biệt thự view sông rất là đẹp. Ở phía view sông này có một cái công viên và có cả bến du thuyền view ra sông Sài Gòn. Đây là một cái khu biệt thự mà 88 căn thôi, và diện tích của cái khu biệt thự này nó chỉ nằm trong khoảng là 250 mét vuông đến khoảng 600 mét vuông. Nó bên cạnh của cầu Sài Gòn. Đây là cái khu biệt thự này cũng đang bỏ trống rất là nhiều. Các anh chị xem ở đây cũng có 88 căn thôi, nhưng mà hầu như cái người ở trong khu này thì cảm giác là chưa được đông lắm. Có nhiều nhà ấy, thì như đang còn xây, đang còn để thô đấy, chưa có hoàn thiện. Và bên cạnh khu biệt thự này là một cái công viên rất là lớn, công viên rộng 14 hecta, công viên Vinhome Central Park. Công viên này thì rất là đẹp, nhưng mà đặc biệt là nó sẽ đẹp vào buổi tối. Ban ngày mà quay đây thì nó không đang vắng người. Và khu biệt thự này thì có đầy đủ các cái tiện ích, hồ bơi, sân vườn cũng rất là đẹp. Cái dự án Vinhome này ấy, được thi công năm 2014 và bàn giao năm 2018. Chủ đầu tư là tập đoàn Vingroup, và đây là tòa nhà Landmark 81. Tòa nhà này là cao nhất Việt Nam, và tại cái thời điểm năm 2018 cao nhất Đông Nam Á. Ở đây có một cái hồ bơi rất là đẹp. Tòa nhà này ấy, cao 81 tầng, có cái chiều cao là 169,5 mét, và nó từng là một trong 15 tòa nhà cao nhất thế giới. Và bây giờ thì tòa nhà này là đã về Đông Nam Á thì nó thua một cái tòa nhà 106 ở Malaysia. Tòa nhà Malaysia bây giờ cao là 492 mét, và nó đã soạn ngôi cái tòa Landmark 81 của Việt Nam ấy. Cái tòa Landmark này có cái kinh phí xây dựng là 1,4 tỷ đô. Và cái tòa này ở bên trên thì view xuống toàn cái cảnh thành phố luôn. Bên dưới cái công viên thì rất là đẹp rồi. Và đây là một cái dãy rất là nhiều cả cái chung cư. Chung cư ở đây là có đến 18 cái tòa chung cư và có hơn 10.000 căn hộ. Đây, các anh chị cùng xem cái hồ bơi và cái khu Landmark này. Xung quanh này, cái Landmark này là ở tầng hầm là để xe, và có một cái tầng hầm là ăn uống phục vụ cho cái trung tâm thương mại. Từ từng hầm và từng một từng đến từng ba là một cái trung tâm thương mại. Vào đây thì tha hồ mà ăn uống và mua sắm. Ở trên này, trong cái tòa Landmark này là có đến 200 cái phòng cao cấp, hơn 200 cái phòng khách sạn cao cấp, và giá của các cái phòng khách sạn này nó nằm trong cái tầm đến 12 triệu. Và đặc biệt ở tầng 68 thì nó có một cái phòng khách sạn là 500 mét vuông, gọi là phòng tổng thống. Đây được coi là căn phòng lớn nhất Việt Nam, và nó là lọt top là những cái căn phòng khách sạn lớn nhất của châu Á. Còn nhà hàng thì nó nằm ở tầng 66, 67, 76 và 77. Trên 76, 77 là có một cái quán cà phê. Và trên này cả cái nhà hàng thì chủ yếu là có bò Nhật. Một cái suất bò Nhật ở trên này thì nó nằm trong cái khoảng một suất ăn tối thiểu là 1,5 triệu. Ở nhà hàng thì nó có một cái món rất đặc biệt, đó là món phở, gọi là phở chọc trời. Thì ở vào đây mà các bạn ăn một tô phở là 1,5 triệu một tô phở bò. Thì nếu như ai mà thử lên đây ăn sáng thì lên ăn một tô phở là 1,5 triệu. Và ở trên cái tầng 81 thì nó có một cái đài quan sát Sky View, nó nằm ở cái nóc của cái tòa tháp này. Và để lên đến đấy thì các bạn phải mua vé. Nếu như các bạn nghỉ ở khách sạn thì phải mua vé để lên đó ngắm thành phố, toàn cảnh thành phố từ cái độ cao gần 500 mét. Còn ở bên này là cái công viên, gọi là công viên Central Park, Vinhome Central Park. Công viên này là rộng 14 hecta. Công viên này rất là đẹp.
Nếu mà buổi tối và buổi đêm thì đây rất là đông người. Đây có cả những cái khu vui chơi của trẻ em nữa. Và đặc biệt là nó là view sông. Bên này là bên cạnh bờ sông nên là buổi tối mọi người ra đây rất là mát. Là các cái đôi bạn trẻ có thể ra đây tâm sự ngồi bên bờ sông này để tha hồ mà ôm ấp tâm sự. Và ở đây buổi tối cũng có các cái cô các chú ra đây để tập thể dục cũng như là ra đây để mở nhạc ra tập nhảy gì đấy. Rất là rộng lớn luôn. Có những cái bãi thảm cỏ buổi đêm ngồi đông đúc lắm. Và đây có hai cái đài để quan sát, để là leo lên cái chòi này để ngắm sông Sài Gòn. Và ở đây đặc biệt là buổi đêm thôi. Bây giờ cái buổi quay này là buổi trưa trưa nên là không có ai ở trên này. Và ở đây là nó có một cái bến du thuyền, hầu như là cho những cái người mà trong cái khu này là được sử dụng cái bến. Đây là cái bến du thuyền rất là đẹp. Và cái công viên phía bên này là công viên nằm bên khu biệt thự. Và trong cái khu biệt thự này cũng có hồ bơi các anh chị. Cư dân này có cái hồ bơi ở đây rất đẹp. Nên là ở khu này cũng thuộc dạng rất là đẳng cấp rồi. Đây cả anh chị cùng xem lại các căn biệt thự trong này. 88 căn biệt thự rất là to, rất là đẹp. Và nó lại cạnh cái tòa nhà Landmark 81 A Hồ để mua sắm. Ở đây có một cái cầu mà bắc qua đường. Bên Landmark hoặc là bên khu chung cư muốn đi ra công viên thì đi bộ qua cái khu này. Và phía bên kia là quận 2 cả anh chị. Đối diện bên kia sông là khu An Phú quận 2, khu An Phú Bình An quận 2. Giá bán căn hộ ở đây á không cao lắm đâu. Giá căn hộ ở đây một phòng ngủ thì nó nằm khoảng là đến 5 tỷ, diện tích của nó khoảng 50 đến 55 mét vuông. Còn căn hai phòng ngủ thì diện tích nó khoảng 70 đến 90 mét vuông ấy. Thì giá của nó nằm khoảng 5 đến 8 tỷ. Còn căn ba phòng ngủ thì giá khoảng 8 đến 15 tỷ. Diện tích của nó là khoảng 100 đến 120, 130 mét vuông gì đấy. Còn căn 4 phòng ngủ thì nó diện tích là khoảng 150 mét đến 190 mét vuông. Có giá bán là nằm trong khoảng 15 đến 25 tỷ. Còn tiện ích của khu Vinhome này thì rất là nhiều tiện ích. Buổi tối thì ở trong cái công viên này nó rất là đông người. Còn về giá bán biệt thự thì sao? Giá biệt thự thì ở đây là biệt thự nó một căn mà 300 mét vuông ấy thì nó nằm tầm khoảng 170 đến 200 tỷ, tức là giá nó khoảng 500 đến 600 triệu trên một mét vuông. Và cái căn mà 500 mét vuông ấy thì nó có giá tầm tầm khoảng 300 tỷ, 300 đến 320 tỷ trên một căn. Thì giá ở cái khu này là khoảng 500 600 triệu một mét vuông thì nó đang rẻ hơn khu Sala. Và những cái người mà vô Vin ở cái khu này ấy, thì cũng lãi rất là nhiều rồi, kể cả mua biệt thự hay là mua chung cư thì cũng đã lãi rất nhiều. Còn những người mua chung cư ở quận 9, chung cư Vin quận 9 ấy, thì đang lỗ sấp mặt luôn. Những cái người mua chung cư ấy, và kể cả những người mua biệt thự mà mới mua sau này đấy, ví dụ như năm ngoái mua 50 tỷ thì bây giờ đang kêu bán khoảng 35 tỷ là về Vin ở quận 9. Còn Vin ở Bình Thạnh này thì nó giới hạn, nó cái số lượng nó giới hạn hơn, là nó cũng ở cái vùng nằm ở vùng trung tâm này nên là nó cũng không có xuống giá. Thì nếu như mà mua biệt thự ở đây thì cứ tầm khoảng 200 tỷ 300 tỷ là cái chỉ có thể sở hữu được một căn biệt thự trong khu này. Và nếu như muốn vừa đẹp vừa rẻ mà cũng đẳng cấp ấy, nó cũng không thua kém gì bên Vinhome này, thì xin mời cả anh chị ta cùng vượt qua sông sang tuyến bên kia bờ sông là có một căn biệt thự 360 m². Căn biệt thự này là thuộc quận 2, bên này là Bình Thạnh, còn bên kia sông bên này là quận 2. Và cái căn biệt thự này là nó thuộc cái phường Bình An của quận 2 thành phố Thủ Đức. Căn biệt thự góc hai mặt tiền. Bây giờ sẽ dẫn cả anh chị sang đây xem một cái căn biệt thự rất là đẳng cấp, rất là đẹp, mà giá của nó thì rất là bất ngờ luôn. Nó không phải như biệt thự bên Vinhome đâu. Thì đây cả anh chị thẳng tiến đây qua sông và chỉ vài bước chân là đi tới căn biệt thự này. Căn biệt thự trước mặt các anh chị có một cái hàng cau đằng trước đây. Căn biệt thự này là có góc hai mặt tiền đường, mặt trước là có một cái hàng cau, hàng gọi là hàng cau cảnh. Và phía bên phải này là cũng rất là rộng, đường thì rất là rộng, góc hai mặt tiền đường. Đây cũng là một cái khu VIP còn hai. Đây cái đường này là đi rẽ ra là có thể đi ra bờ sông. Các anh chị cùng xem căn biệt thự này. Khu này là cũng một cái khu biệt thự của quận 2. Khu biệt thự này thì tự do, tuy nhiên khu này cũng là một khu VIP của quận 2, cũng là thuộc phường Bình An. Và đặc biệt phía đằng sau lưng là có đường Trần Não của quận 2. Đường rất là sầm uất, một con đường gọi là đường VIP
và phía hướng trước mặt các anh chị đó là phường An Phú, gọi là khu đô thị An Phú An Khánh, và sang phía bên trái này là xa lộ Hà Nội. Đây đây là con đường trước mặt là đường Trần Não, và đi lại đấy là xa lộ Hà Nội, và phía bên kia của xa lộ Hà Nội là phường Thảo Điền, cũng là một phường VIP của quận 2. Còn con đường xa lộ Hà, đường Hà Nội là một con đường huyết mạch rồi. Con đường xa lộ Hà Nội này nó nối lên cầu Sài Gòn, và qua cầu Sài Gòn thì đến Vinhome, đến quận Bình Thạnh. Đây, còn căn biệt thự này cũng là ở ven bờ sông, nó không view sông nhưng mà đi thẳng ra được bờ sông này, và nó view về Landmark 81, view về cái khu Landmark. Và đặc biệt bên Landmark rất là đông đúc. Thực ra là mình thấy rằng là bên Landmark 81 là cũng đẹp, nhưng mà nhà nó nhiều quá, nó đông đúc quá, ở nó không sướng bằng bên quận 2 này. Mà bên Vin, đặc biệt là chung cư nó nhiều quá, nên là ở trong cái khu Vin nó quá đông đúc, quá ngột ngạt, chỉ thích hợp với những cái giới trẻ thích kiểu sang chảnh thôi. Chứ còn mình mà sang bên đấy là mình không thấy hợp. Và nếu mà đi xuống dưới hầm đầu xe thì nhiều lúc là tìm không ra xe luôn, và cũng có nhiều lúc là không có chỗ đậu xe luôn. Mà đặc biệt ngoài đường của khu Vin là cũng không đậu ô tô được. Trong cái tổng thể thì khu quận 2 nó thoáng hơn cái khu bên chỗ Vin. Nên nếu như cái khu mà khu Landmark thì tất nhiên là có cái Vinhome, thì nó có cái thương hiệu của Vin rồi, nên giá bên đó là 200-300 tỷ một căn biệt thự. Nhưng mà nói về vị trí thì bên phường Bình An này, bên quận 2 này, thì đây còn căn biệt thự này góc hai mặt tiền kìa, anh chị cùng xem cái toàn cảnh của căn biệt thự này. Nên là cái căn biệt thự này là một cái căn biệt thự mà mình thấy rằng là căn biệt thự này thì nó cũng có mặt tiền là 24 m là mặt trước, còn có cái mặt sau là nó chỉ có 15 m thôi. Nó chiều sâu không có sâu lắm. Và căn biệt thự này thì nó có 4 tầng. Vị trí của nó thì vô cùng đẹp rồi. Và lát anh chị sẽ xem cái nội thất nó cũng rất rất xịn sò. Đây, căn này thì nó có cái sân để xe rất rộng, để được 50 xe ô tô. Và nội thất đây là toàn gỗ thôi, mà gỗ này là gỗ sồi đỏ nhập khẩu. Và đây là phòng, gọi là phòng bếp, và cũng có cái thang máy của cái nhà này cũng là thang máy nhập khẩu. Và thiết bị vệ sinh thì rất là xịn sò luôn, bồn tắm và cả cái thiết bị trong này thì phải nói rằng là cao cấp. Đây, cả anh chị xem rất là nhiều đồ, toàn là đồ gỗ nhập khẩu, cũng rất là đẹp, rất là thích hợp để cho ai mà muốn sống ở cái khu quận 2 này. Thì đây là một căn biệt thự mà giá nó rẻ hơn cái khu Vinhome rất nhiều. Và báo giá với anh chị luôn là căn biệt thự này đang bán với giá 80 tỷ. Chủ đang rất là cần bán, và giá là 80 tỷ của cái khu này là cũng cái giá hợp lý. Nhiều căn biệt thự khác toàn trên 100 tỷ. Tuy nhiên căn này cũng gần cái bờ sông Sài Gòn này mà chỉ 80 tỷ. Thì mình thấy là cũng là một cái căn biệt thự mà rất là đáng để mua. Nếu như ai mà có nhu cầu tầm trong vòng tài chính 100 tỷ trở lại, muốn mua nhà khoảng 100 tỷ trở lại, thì căn biệt thự 80 tỷ này ở một cái khu phường Bình An, cũng là phường phường trung tâm của quận 2. Và đặc biệt là nó rất là gần bờ sông Sài Gòn, gần cầu Sài Gòn. Và ở đây thì tiện ích thì muôn vàn rồi. Ok, chắc là vậy thôi, bởi vì không quay chi tiết, không có đủ thời gian để mình có thể quay chi tiết nội thất bên trong căn nhà này, nên chỉ cho anh chị xem các cái hình ảnh và cái ngoại thất bên ngoài căn nhà. Nên nếu anh chị và các bạn mà có cái nhu cầu để mua căn biệt thự này thì xin hãy cứ liên hệ. Ok, video của mình chắc đến đây xin tạm dừng rồi. Nếu như anh chị thấy video này mà hay, mà bổ ích ấy, thì xin hãy cho một like. Và nếu như ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để xem nhiều cái khu đô thị đẹp và nhiều cái căn biệt thự đẹp hơn nữa. Bye bye và tạm biệt các anh chị và các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Why do I try? Why do I try?